Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, một cái đẩy nguồn xung cao cấp 4 kênh mang thương hiệu Wilwood, mã là QM 1600. Vâng, bên em đang đóng hàng, tiếng băng dính một chút xíu. Vâng, đẩy nguồn xung cao cấp đấy ạ. Vâng, về với anh Châu ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và bên em có tặng kèm 2 dây can đông và 8 giáp lưu trích cho anh để anh kết nối với La Full nhé. Còn số tiền anh thanh toán của anh là 6 triệu. Vâng, thì trước tiên thay mặt công ty Zika Audio và cảm ơn anh Châu. Và bên em có món quà tri ân khách hàng, đó là một cái áo mưa được in hình của Zika Audio anh nhé. Vâng, thì em để riêng ra. Vâng anh ạ, đây là cái đẩy nguồn xung 4 kênh mang thương hiệu Wilwood, mã là QM1600. Đây, hàng đập hộp vẫn còn ni lông, em chưa mở ra kể cả những cái kẹp đầu này, còn chưa mở luôn ạ, băng dính còn nguyên. Thì nữa bên em sẽ mở ra và bên em bắt đầu test và gửi cho anh. Cái dòng này bài bên em bán rất là nhiều vì nó phù hợp với gia đình và đặc biệt nó rất là nhẹ, công nghệ Class D. Vâng, em để riêng đây, rất là nhẹ, anh có thể xách một tay được đấy, vận chuyển đi xa rất là thoải mái đó. Hai bên này kẹp đồng cũng nguyên, em chưa mở ra đâu, thì bên em sẽ mở ra và bên em test đó. Kẹp đồng nguyên xi, băng dính của nhà máy vẫn còn, nên là nói chung là hàng niêm phong luôn ạ. Đó, bên em đang đóng hàng. Còn sau đây em xin phép được mở ra và test cho anh nhé. Còn sau đây em sẽ rạch ra. Vâng, nhân viên nhà em đang đóng hàng. Đây, bên em đã rạch ra ni lông đấy ạ. Đó, vẫn nguyên mùi thơm của nhà máy luôn. Em là người mở đầu tiên để bên em test trước khi gửi. Đó, nhìn thấy kẹp đồng ạ. Anh Châu yên tâm nhé, đảm bảo chính hãng cho anh. Đây, em mới là người mở. Đó, em mới là người mở. Đó, kẹp đồng anh này. Đó, đây là cái quan trọng này, hàng niêm phong. Đó, để em mở ra đây. Ui chắc quá, em ngắt máy một tí. Đây anh em, chúng em đang mở hộp chiếc đẩy QA1600. Đây thì mở ra rất là mỏng nhẹ các bác nhé. Cái loại này thì các bác về đưa vào phân khúc gia đình thì quá tuyệt vời, gọn gàng, tinh tế trong khâu trưng bày. À, thường thì đúng quy trình thì chúng em sẽ là người bóc hộp cho các bác và test kiểm tra chất lượng trước khi gửi hàng đi. Vì các bác mua hàng cũng ở tỉnh xa nên anh em chúng em phải có những quy trình như thế này. Đây em zoom máy lại gần nhé, các bác nhìn nhé. Đây, đẹp mỹ mãn luôn, những cái đường nét rất là tinh tế. Đây, chữ Wilwood này được in rất là rõ, sắc nét, hàng chính hãng các bác ạ. Rồi, ok, ok. À, em sẽ tạm dừng video một chút, em lên cấu hình xong em đánh cho các bác nghe và thẩm định nhé. Vâng, đầu tiên là mở nguồn lên, hàng mới thì bao giờ công ty nhà máy người ta sẽ khóa để chúng ta không can thiệp được các cái lúm tinh chỉnh phía đằng trước đó. Thì nếu mà mở thì anh Châu anh nhớ cho em ấn hai chữ stereo ở phía trên nhé, anh giữ cùng một lúc khoảng tầm 5 giây nó sẽ tự mở. Từ mở thì để anh chuyển chế độ chơi kênh nhé, ví dụ là stereo Paranel và Bright, đó là chúng ta sẽ phải ấn hai cái phím này. Đây em đang ấn lệch, đợi em xíu. Đấy, khoảng tầm 5 giây chúng ta ấn đều nhé, ấn đều hai cái chữ stereo ở phía trên này nó sẽ tự mở ra và sau đó là chúng ta chuyển sang chế độ chơi, ví dụ là stereo hoặc là Paranel hoặc là Bright đó, thì chúng ta chuyển sang chế độ Paranel vì là tín hiệu đường vào chỉ có hai thôi, mà đây là đẩy 4 kênh như thế, để chúng ta chơi Paranel chúng ta chia kênh ra, Paranel là hai đường tín hiệu vào chia cho 4 kênh, chúng ta chia được 2 đô la đó. Thế nên là sản phẩm của anh Châu ở Đà Nẵng ở đâu nhỉ? Anh Châu ở Hóc Môn. Vâng. Anh Châu ở Hóc Môn này là cái đẩy QM1600 của anh đấy ạ. Vâng, bên em đang test cho anh nhé, chuẩn bị bên em sẽ cho nhạc lên. Vâng đó, thì nhạc bắt đầu chơi rồi ạ, đã chơi được. Đó, cái đẩy rất là nhẹ mỏng. Bên em đang đóng hàng, tiếng băng dính hơi kêu một tí.
anh em test cẩn thận để trước khi gửi cho anh hàng nó đảm bảo. Đó thì anh thấy không ạ? Vâng, để bốn kênh rất là nhẹ, em để trên cái vang và cái lưng tiếng luôn ạ. Nó chỉ nặng hơn cái vang một tí, nặng hơn cái lưng tiếng một chút xíu thôi, nhưng chơi 4 kênh có thể chơi được 2 đô la full mắc 30. Còn công nghệ Class D bên cái này là bên này bán rất là nhiều vì dùng cho phân khúc gia đình rất là phù hợp. Vâng, bên em sẽ dán tem bảo hành cho anh. Vâng, để 4 kênh mang thương hiệu là WeWood. Mã là 48510L, mã là Kia 1600. Để 4 kênh, siêu nhẹ. 2 đô la full mã 30, đánh vô tư nhá. Hai lúc stereo anh muốn khóa vào thì anh ấn đều nhá, thì nó sẽ tự khóa. Chuyển nhạc đi tí nhưng anh nó sôi động gì ạ. Vâng, nhìn bên em đang đóng hàng rất là vất vả các bạn. Vâng, đôi khi tiếng băng dính nó không ảnh hưởng gì đó nhá. Chơi thôi. Vâng, rất tuyệt vời anh Châu nhá. Vâng, hoạt động rất tốt. Vâng, em là người mở đầu tiên và anh sẽ là người mở thứ hai và bên em chuẩn bị sẽ đóng hàng. Và đây là sản phẩm đang hoạt động rất là ổn định. Vâng, bên em đang kết nối với lại lưng tiếng Tedeo Cortex mang là CB600 và một cái van cơ lai số mang thương hiệu WeWood, cũng là WeWood KM8MX. Vâng, phía dưới còn hai con đẩy, một con đẩy 2 kênh WeWood D400 và một con đẩy 4 kênh WeWood 48510L. Các bác thao chọn lựa thương hiệu WeWood của Mỹ ạ. Vâng, Nguyễn Đai Nguyên Kiện tặng kèm dây jack đầy đủ ạ. Vâng, anh Châu, hiện tại cái đẩy WeWood QM1600 đẩy 4 kênh mà anh đặt bên Zika Audio hoạt động rất là ổn định. Vâng, xin phép được bỏ ra đóng hàng cho anh nhé. Vâng, sẽ cùng em chúc anh Châu ở Hồ Chí Minh. Châu ở Hồ Chí Minh, anh và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Night, night.